Tôi muốn nói với cô, tôi thật sự rất thích cô. Tôi không muốn tự lừa dối bản thân nữa. Tôi biết là trước giờ cô coi tôi như anh em, nhưng tình cảm với cô trong lòng tôi hiểu rõ, chính là thứ tình cảm đàn ông dành cho phụ nữ. Anh biết em rất mạnh mẽ, thích lo cho người khác. Bạch Tê, nhưng ai sẽ lo cho em? Em có biết mỗi lần thấy em bị thương hay bị ốm, cũng chỉ có một mình anh đau lòng thế nào không? Bạch Tê, anh xin em, cho anh một cơ hội, cũng cho bản thân một cơ hội. Để anh chăm sóc em, anh sẽ bảo vệ em, yêu thương em. Mãi mãi, mãi mãi, không để em phải buồn nữa. Hứa với anh đi, được không? Anh đừng đùa nữa. Đừng mà, em không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy? Tôi hiểu hết rồi. Tôi biết, anh đang tập tỏ tình mà. Không phải đang tập, Bạch Tê. Em nghe cho kỹ đây. Người duy nhất Diệp Quân Mặc thích chính là em. Anh nói nhiều lần như vậy rồi, em vẫn chưa cảm nhận được sao? Tôi biết rồi. Tôi biết anh đang đùa với tôi. Tôi đi đây. Tình bạn tri kỷ, 17 giờ hàng ngày trên VTV3.